Hello, xin chào tất cả quý anh chị và các bạn. Hôm nay với phân khúc hơn 400 triệu, em Việt lại giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe với rất nhiều tính năng ưu việt, chiếc xe Hàn. Trước mặt em đây là chiếc Kia Sportage sản xuất 2011. Xe rất là đẹp, với đầy đủ các tính năng và giá thì chỉ có khoảng hơn 400 triệu thôi ạ. Em sẽ quay chi tiết tổng thể chiếc xe bên ngoài và bên nội thất, rồi đến phần khoang máy. Với tầm tiền hơn 400 thì chiếc xe Kia Sportage này có rất nhiều tính năng để cho quý anh chị một chiếc xe SUV. Chiếc xe thì là có đèn bi đấy ạ, đèn gầm LED, ra răng phay, gương gập điện. Tổng thể xe thì chủ xe cũng rất là giữ gìn, cũng đã bọc và ốp những cái bảo vệ. Xe rất là mới, xe chạy chuẩn 12 vạn, tên tư nhân. Chiếc xe này thì hiện tại là đang đeo biển 28, biển Hòa Bình, nhưng xe này trước kia là em bán ra. Em bán ra nó là biển thành phố, nên là quý khách sang tên 63 tỉnh thành còn lại không mất tiền biển. Em sẽ bao tên cho quý khách nếu quý khách lăn tăn về cái việc tiền biển 20 triệu. Xe cũng rất là mới ạ, với rất nhiều tính năng. Xe này của em nếu mà so với đời 14 là xe bản đủ. Bản đủ thì nó đây có cánh cửa điện, mình có thể bấm vào đây thì nó sẽ khóa, chốt khóa cửa. Đấy, có rất nhiều tính năng, gương gập điện, ghế điện, chống trơn trượt, đèo dốc, rồi cruise control, điện thoại rảnh tay, vô lăng carbon, ốp vân gỗ, điều hòa tự động, cam hành trình này, vân vân và mây mây. Nói chung ghế theo xe đấy ạ, ghế theo xe rất là mới đúng không ạ? Cửa nóc đôi, cửa nóc Brahma, nhiều tính năng. Xe thì em cam kết luôn là không có đâm đụng và ngấm nước. Quý khách có thể mang đi kiểm tra tại hãng và các gala do quý khách chỉ định. Xe rất là mới, hộp để cốc rất là tiện ích, ghế sau mình có thể gập gọn lại được. Xe nhập khẩu Hàn nhé, các chi tiết trên xe rất là mới. Không có nhiều điều để nói về chiếc xe này vì với công cụ hơn 400 mà nó rất nhiều tiện ích, đi lại thì rất là sướng. Cốp khoang cốp rất là rộng, quý khách đi du lịch hoặc là đi picnic thì nó cũng để được rất nhiều đồ. Nội thất rất là mới, tổng thể rất là đẹp. Đăng kiểm thì dài, đăng kiểm đến tháng 4 năm 2023. Sau đây em sẽ tiếp tục quay phần khoang máy của chiếc xe. Hạn chế về cái chiều cao nên là
khi mà đẩy cái ấy lên thì nó cũng hơi vất, cả vô lên thì cũng hơi vất, cả em quay thì cũng chỉ quay một mình nên là không có người hỗ trợ nên các cọc máy nó cũng không được đúng như ý muốn. Nhưng về cơ bản thì quý khách hàng thì cũng sẽ thông cảm, và cái vấn đề quan tâm nhất của quý khách hàng đó là chất lượng của xe. Xe thì tất cả máy móc là còn nguyên, mặt máy còn nguyên luôn. Trước khi kết thúc video thì em Việt xin nhắc lại một lần nữa về chiếc xe Kia Sportage sản xuất 2011, xe bản nhập Hàn, bản full. Với đời 11 thì nó bản full, còn đời lẻ 10 thì nó cũng có thêm một cái bản cao hơn này chút, nghĩa là nó có loa JBL và có ghế da nâu ấy. Còn đến đời 11 thì con này nó là full rồi, vì nó là có cửa nóc đôi. Còn những con kia thì nó chưa có cửa nóc đôi, vành nó nhỏ hơn, chưa đèn bi và chưa có ghế điện. Chiếc xe hiện tại em đang chào bán với giá là 444 triệu. Quý khách hàng quan tâm xin liên hệ với em qua số điện thoại là 0969 46 1221. Em xin cảm ơn và kết thúc video tại đây.